Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại phiên xét xử bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, ngày 15 tháng 3, Hội đồng xét xử xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về hướng giải quyết các bất động sản trong vụ án trong đó có căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết lúc mua giá 700 tỷ đồng, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn, nên đề nghị hội đồng xét xử không kê biên và giao lại cho gia đình. Ngoài ra, con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa 5 năm, năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang giang dở. Căn biệt thự rộng gần 3.000m2 từng có tên là biệt thự Phương Nam, chủ sở hữu đứng tên tài sản là hai bà Đặng Kim Chi sinh năm 1938 và Nguyễn Kim Sa Giang, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1934. Tòa nhà có ba lối vào, hai cổng chính trên đường Võ Văn Tần và một cổng phụ trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Không gian sử dụng bao gồm hai tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.500m2, được thiết kế theo hướng Bắc Nam, theo trình tự của từng khối công trình. Phần chính của ngôi nhà rộng 990m2, bao gồm 16 phòng, vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt sự trên 100 tuổi này được giao bán với giá 47 triệu đô la Mỹ. Nhưng đến năm 2015, giao dịch mới được chốt thành công với trị giá 35 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó. Năm 2019 tiến hành trùng tu, sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt giam, công trình trên đã ngừng thi công. Trước đó tại phiên tòa ngày 12 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan thông tin con gái bà đang giao bán tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ ở Hà Nội để khắc phục hậu quả vụ án. Tại phiên hôm nay 15 tháng 3, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan có phải tòa Capital Place số 29 Liễu Giai không, bị cáo Lan xác nhận đúng. Chủ tọa nói con gái Chu Diệp Phấn của bị cáo Lan có văn bản gửi tòa trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên tòa nhà này đang thế chấp vay của bốn ngân hàng nước ngoài 230 triệu đô la Mỹ, do đó sau khi bán xong trả nợ cho bốn ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án, cho nên bị cáo nói bán tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ là không đúng. Bị cáo Lan cho rằng ngày xưa bà mua với giá 700 triệu đô la Mỹ, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa nên tòa nhà đó trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Bị cáo Lan cho biết đã có người trả tòa nhà này 400 đến 500 triệu đô la Mỹ. Chủ tọa yêu cầu ai trả số tiền này bị cáo đưa thông tin đây, hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện cho bị cáo chứ không phải bị cáo cứ nói là xong. Sau đó Trương Mỹ Lan nói nếu bán được thì đề nghị hội đồng xét xử thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với khách sạn Deu Hà Nội, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày công ty cổ phần bông sen của gia đình bị cáo có 73% cổ phần, còn bị cáo Lan cũng đề nghị bán khách sạn này, sau đó dùng tiền có được khắc phục hậu quả vụ án. Bà Lan cho biết trước đây bông sen cho mượn khách sạn để đi phát hành trái phiếu mượn dự án. Vướng cổ phiếu thì khó mà thu hồi và đề nghị hội đồng xét xử nếu thu hồi được thì đưa vào giải quyết hậu quả vụ án. Một bất động sản khác của bị cáo Trương Mỹ Lan là khách sạn DU tại Hà Nội. Bị cáo Lan cho biết khách sạn này của công ty cổ phần bông sen, công ty của gia đình bị cáo, cổ phần công ty chiếm 70%. Bị cáo Lan cho biết gia đình cũng dự tính bán khách sạn này nhưng do trước đây công ty cổ phần Bông Sen từng mang khách sạn đi thế chấp để phát hành trái phiếu nên hiện khách sạn đang vướng cổ phiếu khó thu hồi. Song bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn đề nghị hội đồng xét xử nếu thu hồi được thì đưa vào giải quyết hậu quả vụ án. Tương tự, một công ty bảo hiểm của bị cáo Trương Mỹ Lan được con gái bị cáo gửi văn bản tới tòa cho rằng có đối tác mua lại cổ phần của bị cáo Lan với giá 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 920 tỷ đồng sau khi bán tiền này dùng khắc phục hậu quả. Đối với nhà máy sản xuất vaccine trực thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan đầu tư 315 tỷ đồng. Trong văn bản gửi tòa, con gái bị cáo Lan cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác khác với giá 315 tỷ đồng để thu hồi khắc phục vụ án. Trong phiên xét xử hỏi vụ án Vạn Thịnh Phát, các luật sư tiếp tục hỏi các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, từ chối nhiều câu hỏi của các luật sư. Bị cáo Hưng thừa nhận, có trách nhiệm khi là người chấp thuận các báo cáo của đoàn thanh tra. Bên cạnh đó, bị cáo Hưng phủ nhận nội dung cáo buộc mình chỉ đạo chỉnh sửa số liệu kết luận thanh tra để dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại ngân hàng SCB, không đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt. Ông Hưng trình bày, bị cáo chỉ ký quyết định thanh tra, bị cáo không chủ động, không chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra sửa số liệu trong báo cáo gửi ngân hàng nhà nước. Bị cáo chỉ phụ trách ký quyết định thành lập và chỉ đạo thanh tra chứ không trực tiếp đi thanh tra. Riêng về tính trung thực của kết quả báo cáo, ông Hưng cho biết, điều này phụ thuộc vào đoàn thanh tra và trưởng đoàn ký với tư cách đại diện. Theo quy định của pháp luật thì tôi ra quyết định thanh tra, còn đoàn thanh tra phải có trách nhiệm thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Sau khi thanh tra hai lần, tôi đã nhận được các báo cáo này, còn việc báo cáo của đoàn thanh tra do trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn ký báo cáo có trung thực hay không thì trong cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu rõ nên không trả lời lại bị cáo Hưng nói trước câu trả lời của bị cáo Hưng về việc không nhớ đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB, luật sư bảo chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước đặt câu hỏi, có phải nhận nhiều quá nên anh không biết bao nhiêu không? Tuy nhiên, ông Hưng từ chối trả lời. Lúc này, chủ tọa lưu ý các luật sư trong quá trình bảo chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo thì không đặt câu hỏi để làm xấu đi tình trạng của bị cáo. Trong khi bị cáo Nguyễn Văn Hưng phủ nhận việc chỉ đạo thuộc cấp chỉnh sửa kết luận thanh tra để báo cáo ngân hàng nhà nước thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn khẳng định bị cáo có nhận chỉ đạo của anh Hưng để chỉnh sửa số liệu SCB. Cụ thể, bị cáo Nhàn dẫn chứng các báo cáo thanh tra được hoàn thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 đã được trình lên anh Hưng kèm theo hai tờ trình. Tại các tờ trình, đoàn thanh tra đã đề nghị anh Hưng thành lập một bộ phận độc lập với đoàn để kiểm tra lại và tham mưu trước khi ban hành dự thảo kết luận thanh tra, nhưng anh Hưng không thực hiện. Anh Hưng chỉ đạo sửa các hệ số an toàn của SCB, sau đó tôi đã chỉ đạo cấp dưới sửa trong báo cáo kết luận thanh tra, đồng thời trong cáo trạng và kết luận điều tra cũng đã nêu rõ vấn đề này. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng trình bày thêm tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra số 3959 ngày 4 tháng 12 năm 2018. Nếu SCB thực hiện nghiêm những kiến nghị tại kết luận thanh tra đó thì đã không có chuyện như hôm nay. Theo bị cáo Nhàn, nếu ông Hưng tiếp tục chối thì bà sẽ đưa ra những chứng cứ chứng minh việc mình nhận chỉ đạo từ ông Hưng. Về việc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, bị cáo Nhàn nói cảm thấy xấu hổ vì một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận. Từ khi bị bắt, bị cáo chưa được gặp gia đình nên không biết gia đình đã nộp khắc phục hậu quả thế nào cho cơ quan điều tra. Theo cáo buộc, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB năm 2017 đến 2018, bà Nhàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án phương án tái cơ cấu. Các bị cáo biết rõ sai phạm, vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ, Nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, việc này đã tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Tại phiên xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét hỏi người liên quan bị hại trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Chủ tọa yêu cầu bà Bùi Thị Vân Anh, vợ bị cáo Nguyễn Cao Chí lên bục khai báo rồi cho hay đã nhận đơn của bà về việc khắc phục hậu quả thay chồng, nhưng đến nay bà chưa nộp tiền. Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Cao Chí từng nhận của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát 1.000 tỷ đồng để mua bán dự án. Khi bà Lan bị bắt, bị cáo Chí lập khống các giấy tờ, thể hiện không còn việc mua bán và chiếm đoạt số tiền này. Theo tòa án, cơ quan điều tra đã thu hồi từ Nguyễn Cao Chí số tiền mặt đô la Mỹ là hơn 700 tỷ đồng, hiện còn thiếu 266 tỷ đồng. Ông Chí bị kê biên 7 bất động sản để đảm bảo thi hành án cho số tiền 266 tỷ đồng này nhưng đã xin nộp đủ bằng tiền mặt. Trả lời hội đồng xét xử, bà Bùi Thị Vân Anh cho biết đang sắp xếp tài chính để khắc phục hậu quả vụ án. Bà Vân Anh trình bày xin hội đồng xét xử cho thời gian 3 tháng. Chủ tọa phiên tòa cho biết, thời gian 3 tháng thì phiên tòa đã xét xử xong, không thể khắc phục hậu quả để xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đáp lời, bà Vân Anh cho biết sẽ cố gắng thu xếp trong thời gian nhanh nhất có thể. Bà trình bày còn khoảng 400 cá nhân tổ chức đang thiếu nợ gia đình bà gần 1.500 tỷ đồng, xin tòa hỗ trợ thu hồi khoản này để khắc phục nhanh nhất có thể. Chủ tọa cho hay, gia đình và bị cáo Nguyễn Cao Chí có thể thông báo việc có người nợ tiền tới cơ quan điều tra để cùng thu hồi. Thẩm phán cũng hỏi về việc các tài khoản bị phong tỏa của bị cáo Chí vẫn có tiền. Do bà Vân Anh không biết tài khoản của chồng nên Nguyễn Cao Chí đứng lên trình bày có một số tài khoản cá nhân và công ty liên quan bản thân bị phong tỏa bởi cơ quan điều tra nhưng không rõ quyết định phong tỏa số bao nhiêu, ban hành bao giờ nhưng người nợ tiền ông ta cũng hẹn đi hẹn lại hơn một năm qua nhưng chưa trả. Luật sư Trần Minh Hải phát biểu đã làm đơn gửi hội đồng xét xử, đề nghị cho Nguyễn Cao Chí tiếp xúc với vợ để tìm kiếm thu xếp tài chính khắc phục toàn bộ khoản còn lại trong vụ án. Chủ tọa cho hay họ không được gặp tại tòa, các luật sư cần tìm hiểu tài khoản của Nguyễn Cao Chí bị phong tỏa theo quyết định nào để giải quyết, nếu không các bất động sản bị kê biên có thể dùng để khắc phục hậu quả. Bà Bùi Thị Vân Anh liền trình bày, cam kết khắc phục tiền mặt 266 tỷ còn thiếu ngay trong thời gian xét xử. Một lần nữa, chủ tọa phiên tòa lưu ý gia đình bị cáo trí phải khắc phục hậu quả trước khi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng.